Thời gian gần đây trên địa bàn của các tỉnh miền Tây xuất hiện một số đối tượng giả mạo là cơ quan chức năng, những người tử tế vào tận nhà dân để lừa đảo. Những đối tượng này sử dụng mọi hình thức nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân nhẹ dạ cả tin. Và điển hình là vụ việc vừa xảy ra tại xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Một nữ quái đã vào tận nhà dân tự xưng là cán bộ đi xin tiền ủng hộ quyên góp giúp đỡ trẻ em. Người này còn chuẩn bị cả giấy tờ giới thiệu để lừa đảo, thưa quý vị. Trên màn hình là người phụ nữ mặc đồ công sở lịch sự như công chức nhà nước, chạy xe Sirius màu đỏ đen tới nhà dân làm một cửa hàng bán thiết bị sử dụng cho điện thoại. Chị ta tự xưng là cán bộ đi xin tiền ủng hộ quyên góp giúp đỡ trẻ em nghèo. Người này còn chuẩn bị cả giấy tờ giới thiệu ghi làm giả sau khi trao đổi với chủ nhà và chủ nhà nghi ngờ không ủng hộ nên đã bỏ đi. Qua vụ việc này, camera nóng khuyến cáo bà con cần đề cao cảnh giác khi thấy đối tượng lạ tự xưng là cán bộ cần nhanh trí tìm cách gọi điện thoại báo cơ quan chức năng gần nhất tới để xử lý. Diễn biến vụ việc được camera hành trình gắn trên xe ô tô chạy phía sau quay lại cảnh hai đối tượng thanh niên cao to điều khiển xe máy lạng lách áp sát hai người đàn ông chạy song song. Tên ngồi sau bất ngờ đưa tay giật sợi dây chuyền trên cổ người cầm lái, cú giật mạnh khiến hai nạn nhân té ngã ra đường ngay trước đầu xe khác, rất nguy hiểm. Ngay khi các đối tượng tẩu thoát thì xuất hiện hai thanh niên khác có dấu hiệu khả nghi, phát hiện vụ việc nhưng không bị bất ngờ mà còn tăng tốc bỏ chạy theo đối tượng. Nhiều khả năng đây là những tên đồng bọn làm nhiệm vụ cản địa. Thưa quý vị, trên những con đường dọc ngang của đất nước, đặc biệt là tại các tỉnh miền Tây thì chúng ta thi thoảng vẫn gặp những bình nước uống miễn phí để trên hè phố, và tất nhiên là dành cho những vị khách qua đường và dành cho những người nghèo. Phải công nhận đó là những cốc nước xoa dịu cơn khát cho những người nghèo đang chật vật mưu sinh ngoài trời nắng gắt và cả những người đi du lịch nữa. Vậy mà Đào Duy và quý vị có biết không ạ, đến những bình nước từ thiện miễn phí như vậy để ngay trước đường mà bọn trộm cũng lấy mất. Sau đây là những hình ảnh mà camera nóng đã ghi nhận được. Sự việc xảy ra tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, như quý vị đang thấy trên màn hình là một đôi nam nữ chạy xe Dream cũ tới một nhà dân. Người nữ bước xuống chắc là để lấy nước uống nhưng không ngờ chị ta lại bung luôn cái bình nước, rồi cả hai leo lên xe chạy đi. Không hiểu là cặp đôi này thiếu thốn gì tới mức mà cái bình nước từ thiện cũng không buông tha. Ngày nay khi mà đảo chích mọc nhiều như nấm sau mưa thì phụ nữ cũng táo tợn và manh động không kém gì đàn ông, đúng không thưa quý vị? Cũng như nữ quái trộm bình nước vừa rồi thì nữ quái sau đây đã dùng thủ thuật là cậy cửa để trộm cắp tài sản của người dân, rất chuyên nghiệp. Sự việc xảy ra cách đây vài ngày tại hẻm 225 Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cặp nam nữ đi xe Novo sau khi chạy tới trước nhà dân, người nữ ngồi sau dùng kìm để cắt ổ khóa, hành động chỉ thấy ở những đối tượng nam. Nhưng không hiểu sao, sau khi bẻ khóa thành công, cặp đôi đã bỏ đi mà không vào trong để cuộn tài sản. Cụ thể, trong clip dưới đây, gia đình để ô tô trong sân nhưng quên không đóng cửa xe lẫn cửa cổng. Đứa trẻ tò mò leo lên ô tô nghịch mà không có ai bên cạnh giám sát. Chiếc xe cứ thế từ từ trôi ra ngoài đường. Phát hiện sự cố, ông bố vội lao từ trong nhà ra ngoài. Đang tìm cách dừng chiếc xe thì ông bố lại quay về phía đứa trẻ đang nép vào lòng mẹ để quát mắng, đánh vào mông con cho thỏa cơn giận, trong khi chiếc xe vẫn tiếp tục trôi. May mắn mọi chuyện không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng lỗi xuất phát từ sự bất cẩn trước đáng trách của người lớn mà ông bố lại trút giận lên con mình, thì điều này quả là đáng trách.